Thực ra có những khách không ngờ đấy. Vấn đề là vẫn mình nói chuyện 28 tuổi độc thân du tình hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Và rất vui và bên cạnh ngày hôm nay được ban tổ chức ra cho một vai trò công ty quan trọng, đó là MC kết nối cũng như là dẫn chuyện trong kết nối các anh chị đến với cơ hội kinh doanh của ngày hôm nay. Và hãy dành cho anh một tràng pháo tay được không quý vị? Có một câu nói như thế này, theo các anh chị thì thế nào là cơ hội? Thế nào là cơ hội? Chúng ta đang đi tìm kiếm cơ hội, nhưng mọi người hãy nghĩ trung bình là cơ hội là như thế nào? Theo anh Vinh, thế nào là cơ hội? Thế nào là cơ hội? Đúng nhỉ? Những phần hỏi em đến cùng con. Mình đã lớn lên xung quanh. Cơ hội là một cơ hội cho những người bạn cho một cơ hội. Mình có đến đúng không? Rồi, ok, cảm ơn anh rất nhiều. Cơ hội là cơ may được hội tụ, đúng không ạ? Là một cơ hội. Trong cuộc sống này, bất kỳ ai cũng đang đi tìm kiếm cho mình một cơ hội. Bản thân vẫn cũng vậy. Chúng ta tìm kiếm một cơ hội để cuộc sống được tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Tìm kiếm một cơ hội để thay đổi cuộc sống. Tìm kiếm một cơ hội để cho tương lai con cái của mình sau này được tốt hơn. Và chúng ta đang tìm kiếm một cơ hội để có thể mạo hiểm được cho này, đúng không ạ? Chúng ta đang đi tìm kiếm một cơ hội. Vậy thì cơ hội đến với chúng ta như thế nào? Đúng không ạ? Chúng ta không thể định nghĩa được cơ hội. Nhưng theo các anh chị thì cơ hội sẽ đến với chúng ta như thế nào? Đúng không ạ? Mọi người đang đi tìm kiếm một cơ hội. Đúng ạ? Nhưng chúng ta phải biết được cơ hội đến với chúng ta như thế nào? Đúng không các anh chị? Quan trọng là ngày hôm nay cơ hội có thể đến bằng một lời mời. Đúng không ạ? Một sự chân thành, một ý tưởng thì nó độc đáo và mới lạ. Đó là một cơ hội cho chúng ta. Nhưng quan trọng là chúng ta phải biết được nó để có thể đón nhận. Ngày hôm nay các anh chị có mặt ở đây, ít nhất thì các anh chị cũng được một sự lời mời của một ai đó. Đó cũng thể là một cách mà cơ hội đến với các anh chị, đúng không ạ? Quan trọng là mình vẫn biết rằng là trong buổi chiều ngày hôm nay có những anh chị mời bạn của mình mà bạn mình không đến, có thể họ đang bỏ qua một cơ hội. Không sao cả, trong cuộc sống còn rất nhiều vấn đề họ cần phải giải quyết và họ phải sắp xếp lại cơ hội đó. Xin chào đại gia đồng trên hết. Hôm nay rất là vui, tôi đến từ Đài Loan, tên tôi là Mark. Hôm nay tiên tôi rất là cảm ơn đến các vị lãnh đạo ở Việt Nam, vì những vị lãnh đạo, có những vị lãnh đạo và các anh em ở đây thì mới có mặt của tôi ở Việt Nam ngày hôm nay. Xin mời các vị lãnh đạo đến đây, hãy cho một tràng vỗ tay cho những người lãnh đạo Việt Nam được không ạ? Tôi hy vọng 越来越棒，大家一起走向钻石人生。希望啊，sau này tôi sẽ luôn luôn về Việt Nam để hỗ trợ đội nhóm của Việt Nam, sẽ giúp đỡ cho các bạn đi đến thành công, đi đến diamond, có một cuộc sống tốt hơn ở trong kinh tế Việt Nam. 好，那我们就今天开始我们的今天的一个杰斯的招商说明会。 Và bây giờ tôi sẽ trực tiếp đi vào các cơ hội chia sẻ cơ hội kinh doanh cùng chính nhân của chúng ta hôm nay. Ở đây thì mình có một cái video clip là đây là mật mã thành công của chính nhân. Ở đây xin hỏi có người nào không muốn thành công không ạ? Xin giơ tay. Đấy, có người nào muốn thành công xin giơ tay lên. Oh, 太好了！那大家都一起向上学。好，那现在呢，我们要再去问大家，现在的人都在想追求一个成功的人生。
hôm nay tất cả mọi người cũng như chúng ta ngồi ở đây thì ai cũng mong muốn tìm cho mình một cái sự thành công trong cuộc sống của chúng ta. Vậy thật sự trong cuộc sống chúng ta cái gì những thứ gì mang lại cái sự thành công thật sự cho trong cuộc sống? Có phải là chúng ta cần phải có một cái sự một cái công việc rất là thành tựu, rất là thành công. Và chúng ta luôn luôn mong muốn là mình có một cái cuộc sống trong gia đình của mình nó phải chất lượng tốt hơn. Và cái sự tự do về tài chính. 那这样子是不是才达到一个真正的一个成功的人生呢？ Vậy thì có phải là chúng ta ba cái yếu tố này có thể là chúng ta sẽ đạt được cái sự thành công viên mãn trong cuộc sống chúng ta? 那在这边我想问大家，是什么东西造就了今天的成功？ Vậy tôi xin hỏi là những cái yếu tố gì sẽ đưa chúng ta đến cái công việc thành công của chúng ta? 是因为你辛勤努力的工作吗？ Có phải là chúng ta mỗi ngày phải nỗ lực mà đi công việc hay không? Hay là chúng ta đã được là một cái sự đó là đào tạo về giáo dục văn hóa cao cấp? Hồi xưa chúng ta ông bà chúng ta luôn nói rằng chúng ta hãy học cho giỏi đi, chúng ta sẽ có những cái bằng cấp tốt và chúng ta sẽ có một công việc tốt trong tương lai. 但是呢，事实上大数据却告诉我们一个真实的数据。 Nhưng trong thực tế thì ở trong cái hiện thực thời buổi hiện nay thì đã nói cho chúng ta rất là rõ ràng một cái minh chứng. 那以现在的上班族来说，其实平均每一年的年薪算下来，其实并没有太大的进展。 Thật sự là chúng ta hàng tháng hàng năm chúng ta ở trong công việc đi làm công ăn lương chúng ta thì mỗi một năm thì các thu nhập của chúng ta cũng bình quân đủ sống rồi. 那在过去我们称之为电子新贵，但是我们现在叫做电子新贵的贵是贵价的贵。 电子新贵，贵族的贵啊，对，这个不懂，叫做，好，这个是大数据，这个平时我们一直没有，平均我们一直在，就是没有，并没有达到一个很好的一个收入。 Và ở trên cái đoạn vẽ này thì chúng ta hãy nhìn thấy cái công việc chúng ta hàng ngày mình làm, cái thu nhập của mình thì bình quân thì nó cũng bằng và đi xuống mà thôi, chứ không có một cái đột phá nào cả. 那首先呢，我们要先了解到，在传统模式下，我们该如何突破现在的一个现况呢？ Vậy thì ở trong cái truyền thống kinh doanh truyền thống của chúng ta, hay là trong công việc cái hàng mình đi làm công, thì mình làm bằng cách nào để mà mình có một cái sự đột phá trong tương lai của chúng ta? 那在过去传统的经验下呢，我们是不是第一个？如果说你要做传统生意，你是不是第一个先去摸索当老板，就是瞎子摸石头过河？ Cũng như là trong truyền thống chúng ta, khi mà chúng ta kinh doanh, khi mà chúng ta đầu tư kinh doanh thì có phải là chúng ta giống như là mài mò mà đi làm chủ, cũng như là mình khi mà mình qua sông mình cứ mò đá mà qua sông. Thông thường mô sổ đăng lão bản trong thời gian này, mình phải hoa hẳn đa lượng thời gian tại mô sổ học tập như thế nào để làm một cái lão bản. Thông thường như thế thì mình không có nhiều thời gian như thế này. Thông thường khi mà mình đi làm một công việc truyền thống, khi mà chúng ta giống như là mài mò mà đi làm việc công việc kinh doanh thì chúng ta mất rất là nhiều cái thời gian. Chúng ta nhiều cái thời gian để mà mình không có nhiều thời gian để mà chăm sóc cho gia đình. 好，那接下来第二个是不是最快的方式就是加盟开分店？如果说假设是麦当劳。 Nếu mà có một phương pháp khác nữa là có phải là chúng ta tham gia một cái hệ thống kinh doanh nào đó cũng giống như là FKC hay là 7-Eleven thì mình đầu tư một số vốn rất là nhiều để mà khi mà tham gia vào cái hệ thống kinh doanh đó. 但是我想问，就是您今天想要开一个连锁的加盟店，是不是需要准备一笔很庞大的资金，你才有可能开启一家加盟店呢？
có phải là khi mà chúng ta mở một cái tham gia một cái hệ thống kinh doanh như thế này, chúng ta cần phải có một cái lượng vốn rất là nhiều để mà khi mà mình được các hàng kinh doanh cùng với cái hệ thống đó hay không? 那我们在传统已经讲完传统的生意的模式之下了之后，我们开始要讲到的就是我们成功创业的两个必要的关键。 Cho nên những cái yếu tố đó thì rất là nhiều người không có đạt được. Cho nên ở đây thì chúng ta có một cơ hội thành công. Nó có hai cái yếu tố quan trọng. Cái thứ nhất là mình phải có một cái môi trường về cái xu thế tương lai. Cái thứ hai thì mình phải có một cái hệ thống hoàn thiện. Bây giờ thì hiện nay thì cái gì gọi là một cái môi trường thực tế trong buổi ngày hôm nay. Vậy thì để cho tôi là giới thiệu đây chính là một cái cơ hội và một cái xu thế trong tương lai chính là chuyên nét toàn cầu. Mỹ Thắng Chế Sư đã thành lập vào 2009年9月9号9点9分。 全球80几个国家同时引爆全球。 Genet Global thì ngày thành lập của Genet Global là ngày 9 tháng 9 năm 2009, 9 giờ 9 phút bắt đầu sáng lập ra 85 quốc gia đồng thời tức là khai trương về Genet Global. 因为华人喜欢酒嘛，所以九九九九是一个生意事业就可以做的长长久久。 Tại vì không cần là người Hoa, người Trung Quốc, người Đài Loan thì tức là cái con số 9. Tức là cái gì 99 thì nó làm được 9, tức là làm được lâu dài dài. Cái thứ hai thì Genet là sở hữu cái công nghệ chống lão hóa tiên tiến trên thế giới. Hay là một cái là một 革命性的全球性的一个电子商务平台. Và cái thứ ba đó thì có một cái môi trường về thương mại điện tử kết nối toàn cầu. 好，那再来呢？目前杰斯已经扩展到全球130个国家以上了. Và trong 6 năm qua phấn đấu của Genet Global thì tới buổi nay thì đã kinh doanh trên 130 quốc gia rồi. 好，接下来的话就是为大家介绍一下我们的杰斯创办人，就是Randy跟Wendy。现在也请有请我们两位创办人，其实他们呢都有一个20几年的一个资历，就是很丰富的一个经验的资历哦。那他其实他欧巴呢也有20多年的经验，20多年的经验，经营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 经
Và ông chủ Wendy thì ông là một người chuyên gia về internet. Ông đã từng giúp cho rất là nhiều cái tập đoàn lớn để thiết kế những cái phần mềm hay là những cái internet của những cái tập đoàn lớn, kể cả thiết kế bên NASA. 好，那 Wendy 呢？她是一位双数学博士。còn bà Wendy thì bà là một tiến sĩ toán học ở Mỹ. 好，再来的话呢，目前杰斯呢已经发展到全球100多个国家，然后再来呢，已经有20几个国家呢是在海外分公司已经有落地的哦。hiện nay thì Internet đã phát triển hơn 130 nước và bây giờ đã có hơn 30 nước đã có chi nhánh tại nước đó. 好的，那接下来就是一个商务平台的一个天才加上一个双数学博士，请问创造出了什么东西呢？vâng, thì kết hợp giữa hai ông bà này, một người là chuyên gia về mạng lưới và một người là tiến sĩ về toán học, hai người kết hợp lại nó sẽ tạo ra một cái mô hình kinh doanh nó lớn như thế nào? 当然，也就是创造了现在正在全世界正火速升温的电子商务平台，就是美商杰斯。và công ty Internet này trong 6 năm qua phấn đấu thì ở trong ngành kinh doanh trên internet bây giờ đã vượt lên tới hàng đầu trên toàn thế giới. 就在上个月的时候呢，很开心的，美商杰斯对全球的伙伴宣布了，我们目前呢在
全球的直销业里面呢，我们达到，我们已经排到全球的全球的前二十名。Và hai chuyên nhé, trong 6 năm qua phấn đấu thì tới ngày hôm nay năm 2015 qua thì hai chuyên nhé Global đã đạt được cái vị trí top 20, tức là đứng hạng thứ 18 trên toàn cầu. Và trong cái sơ đồ này, cái sơ đồ tăng trưởng này mình sẽ rõ ràng, mình nhìn thấy nó rõ ràng hơn. Trong năm 2013 là 460 đô. Tới năm 2014 là tức là hạng thứ 46. Và năm 2014 là hạng thứ 38 và tới năm 2020 hạng thứ 18. Đây là một cái sự tăng trưởng vượt bậc của Hachine Global. 那这个呢，就是美国的 DASA 的一个美国 DASA 的这家公这个这个是一个类似像是一个美国的一个直销的一个算是工会哦。那它其实是一个得到一个美国全球直销业的一个认同跟认可的一个工会。Đây là cái chứng nhận bán hàng trực tiếp của trên toàn thế giới là Guinness.Việt Nam ở trên đã toàn cầu hình thành được những cái quy trình nào. 好，那这边可以看到，就是我们美浪爵士，就是小老板 Scott Lewis 跟 Wendy 跟 Randy， 那他们呢得到 DSN 的那个第十八名的排行榜的一个奖励奖牌。啊，và đứng bên trái là con của hai nhà đồng sáng là cũng là ông chủ tương lai của Chinet Global đang nhận cái giải thưởng.那这边大家就一定很想了，一定很想了解是，其实到底有什么样的优势在市场？ Vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu về Chinet Global nó có những cái ưu điểm gì ở trên thị trường。其实很简单哈，其实拥有的是一个全球领先的生物科技。Thật ra rất là đơn giản thì tại vì Chinet Global đã có một cái công nghệ về sinh học tiên tiến nhất toàn thế giới. 还有一个很重要的就是一个全球性的一个通路平台。Và cái điểm thứ hai là cái mạng lưới kết nối toàn cầu, cái môi trường mạng lưới kết nối toàn cầu trên kinh doanh trên toàn thế giới. 好的，那接下来由我来为大家介绍一下我们美商协会的医药团队。Và bây giờ xin giới thiệu với các bạn là ở đây là những tiến sĩ y khoa về tư vấn tiến sĩ y khoa của đội nhóm Chinet Global.首先，我先介绍右边的这一位，左边的这一位，他是Dr. Nathan Newman， 他是纽曼博士，是我们杰斯干细胞之父。Ở đây xin giới thiệu cái màn hình bên phải của chúng ta, đây là Nathan Newman, là một tiến sĩ về tế bào, tức là ông tổ tức là người mà sáng lập ra cái tế bào gốc của Chinet Global. 那他呢？他是在美国的比佛利山庄呢，他有一个自己的医美中心。Ông ta ở đất nước Mỹ là ông ta đã có một cái viện thẩm mỹ viện của riêng mình. Nha, ta đã ở Mỹ Trung Tâm có rất nhiều người nổi tiếng, đương nhiên đi du, nha, ta đương nhiên cũng ở Mỹ Quốc, đương nhiên cũng được rất nhiều báo chí phỏng vấn. Thì ở trong cái trung tâm của ông ấy tất nhiên là có rất là nhiều người nổi tiếng trên thế giới, như là diễn viên điện ảnh cũng thường tới đây để mà thẩm mỹ chăm sóc da. Tất nhiên là ông thường được cái ở trên báo đài phỏng vấn.那大家如果说想要了解更多有关于 Dr. Nathan Newman 的一些资讯呢，可以上 Google 一下，百 Google 搜寻一下，绝对可以搜出很多有关他的资料。如果各位关心về tiến sĩ Nathan Newman này thì chúng ta có thể lên internet ở trong Google mình có thể search cái tên thì nó có rất là nhiều cái tài liệu nói về tiến sĩ này.哎，那接下来介绍下一位，就是我们的另外一位知名的医疗团队的医学顾问，就是 Dr. Vincent Jean Papa。và cái tiếp theo là một vị tiến sĩ tức là bác sĩ của bác sĩ, đây ông là Papa。好，那他呢是美国第一届的抗衰老协会的会长。đây là ông là hội trưởng của một cái là hội trưởng của một cái hội mà chống lão hóa ở Mỹ. Ồ, 那他呢？也是我们深知，我们也称他为是医生中的医生。那chúng ta thường thường
thường thường nói ông là bác sĩ của bác sĩ. Vì sao được mệnh danh là bác sĩ của bác sĩ? Nó rất là đơn giản. Nếu như bất cứ người nào mà muốn thi lấy cái bằng mà chuyên ngành về thẩm mỹ, muốn cấp cái bằng thì do ông ta cấp. Ông đồng thời ông ta cũng là ở trong NASA, tức là ở trong đội ngũ phi hành gia. Đây là người cố vấn của y khoa về sức khỏe. Và có một điều rất là quan trọng, năm 2014 thì ông ta đã vinh dự được đạt cái giải thưởng Nobel. Cho nên thì thực ra hai vị tiến sĩ này thì cũng là chuyên gia về chống lão hóa. Cho nên kết hợp với Genet Global để sáng tạo ra một cái hệ thống kinh doanh Yes. 我相信大家一定都知道杰斯的产品就是这么多，对不对？thì chúng ta xin giới thiệu sản phẩm của Genet thì có bao nhiêu đây rồi? 真的是少的可以啊！ Thật sự là sản phẩm nó rất là ít. 从来没有看过一家公司一家直销公司产品就是手指头都算得出来的。từ trước tới giờ chưa từng thấy công ty nào mà có những cái dòng sản phẩm mà ít tới mình đến trong đầu ngón tay được rồi. 但是呢，杰斯公司就是靠这些产品卖了全球大卖。 Nhưng mà dựa vào những cái sản phẩm này, Genet Global đã bán rất là chạy và đem lại cái doanh số rất là cao trên toàn thế giới. Vì Genet Global đã làm được một việc. Tức là cái tế bào gốc, tức là cái hệ thống tế bào gốc thì thật sự là nó là chuyển biến như thế nào, nguyên lý nó như thế nào. Rất là đơn giản, tôi xin hỏi các bạn một câu, con người chúng ta vì sao mà sanh bệnh? Thì chúng ta bệnh tức là có nghĩa là khi mà tế bào của chúng ta bị bệnh rồi, chúng ta mới bị bệnh. Con người chúng ta tại sao lại có ung thư? Có phải là cái tế bào của chúng ta đã biến chất và đã dẫn tới những cái khối u ung thư thế này? Đáp án chắc chắn là nó như thế nào? Cho nên cái Genet Global làm được cái điều đó chính là từ trong cái tế bào mà làm ra và từ ngoài làm vào, tức là xử lý bên ngoài và bên trong. Chính vì cái điều đó thì chúng ta mới cân bằng được cái cơ thể và đem lại một cái sức khỏe. Các bạn có muốn biết được cái sản phẩm của Genet Global này nó có hiệu quả tốt như thế nào hay không? Các bạn có muốn được chứng kiến những cái sản phẩm tốt như thế nào không ạ? Let's go! Okay.
các bạn xem, các bạn đang xem đó chính là một một trong các sản phẩm của Hachinet Global Pay, là sản phẩm trẻ hóa trong vòng 2 phút. Tức là những người mà quá tuổi 20, quá tuổi 30 tới 40 tuổi thì chúng ta thường xuất hiện những cái tinh chim hay là bọng mắt. Thì sản phẩm này nó giúp chúng ta tiêu trừ những cái bọng mắt hay là những tinh chim để cho mình được cái hóa trang nó đẹp hơn cho phái nữ, kể cả nam. Các bạn có thấy gì không ạ? Có phải là cái bọng mắt nó biến mất trong vòng 2 phút không ạ? Vậy thì xin một người làm người mẫu cho mình trải nghiệm thực tế về cái sản phẩm Chinet, thực tế về cái sản phẩm bọng mắt này có được không? Anh Đức, xin mời anh Đức. Anh đi vào giữa mặt cái. Được chưa? Đúng rồi, xích qua bên này khỏi đường chiếu. Vậy thì có lắm. Xin mời các bạn. Vậy thì trước khi các bạn chụp hình trước đây. Tức là lo sạch được. Nhắm mắt lại. Đưa kia, anh Ngọc Anh, đưa kia ra chỗ sáng này nè. Chỗ sáng này à? Chỗ sáng này. Có thể lao xong chụp vừng không? Đến anh luôn. Anh luôn à? Vâng, mời anh luôn đấy. Mời đúng người đấy. Ờ, ta có thể xin thay trang sổ hình, tức là số ta sử dụng chỉ hình hơn, sử dụng chỉ hình sử dụng chỉ hình. Vậy đây chính là cái sản phẩm trẻ hóa tức thì của Chinet. Đừng rất thận trọng, hãy cứ bình tĩnh. Trong vòng 2 phút là vậy thì chúng ta hãy lấy điện thoại mình coi cái giờ nó có đúng theo như vậy hay không.
你看他，你让他担心，他一直流汗。到外面的演讲。你不要担心，他一直流汗。他一直在流汗。对，他一直在流汗。啊？他一直在流汗，不要担心，他一直在流汗。哎，来。天冷冷。他可以跟他说，是不是有开始有点紧紧的感觉？俺感觉个感觉一样。浓浓安安。啊，紧紧的，对不对？好了好了好了，好了，好了，不要放太多，够就好了。你等一下，因为那个有点肤色，然后他在流汗了，所以等一下哈，我扇子。你的扇子。เดี๋ยวเรามากๆแล้วนะมากๆให้นะกันกันให้เยอะกำยังยังไงนะทําไม่ได้ชิดๆๆๆครับดูแล้วอย่าเสียวอย่าเสียวมากกว่าคุณแล้วได้เลยเค้าได้เดี๋ยวค่ะเนี่ย啊、他在流汗，你看，他一直在流汗。对对，被你吓到。他被我吓到，有没有啊？有啊。有在起来了。对、欸，你先跟他解释一下，因为他一直流汗哦，所以说。你们两个肯定瓜子，还弄到我而已。他比我还紧张哦。你看，他一直在流汗，你看，你等一下，先不要拍，你先等一下。已经有拉起来了，等一下。拉起来就好了，等一下就OK了。拉起来对。他干掉就好了。他已经结膜灰了。不是，因为他的流汗啊，他流汗就会掉。反正给毛灰，那做也做，因为你那个。结膜灰。哦，有了，其实有了，已经蛮明显了。有没有？来，其实来，大家可以竞拍，大家可以竞拍，可以这样说，竞拍，可以尽量都走进来前面。可以讲，就去吧。有没有？大家可以比较一下，是他左边、右边，来，你去前竞拍。大家可以比较一下，他左边、右边是不是有不一样了？是的呀，是的呀，刚才没拍了，没搞小拍而已啊。有吗？有。有吗？有没有？有没有？有没有？因为他刚刚一直紧张哦，一直流汗哦，所以他那个，来，大家可以近拍，大家可以现在赶紧进去来，赶快拍，他蛮刚刚的，刚刚呀，对啊对啊，他在这边很紧张哦，他紧张，对，赶快拍，哎，好，那他眼袋也紧张，对他眼袋超紧张的，一直在流汗，亲爱的，放他，他真的很紧张。好，谢谢，可以了。OK。那另外一边要差付钱的。啊，刚刚给灯那刚来啊，停，你们用那停才咋的？好，两家人可以了。来，谢谢你，这个是我们杰士的精华露，是7天的试用包。啊，对了。好，谢谢你，谢谢。我把蛋糕哈，你玩过啊？好的。